Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng quý sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kết luận số 19 của Bộ Chính trị và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Ban tổ chức trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí năm 2021. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh đã và đang tranh thủ mọi nguồn lực, kêu gọi nhiều tổ chức cá nhân chung tay góp sức, hỗ trợ trang thiết bị để việc học tập của tất cả học sinh được duy trì và đảm bảo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 11, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai kết luận số 19 của Bộ Chính trị và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng chủ trì hội nghị tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Trà Vinh có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và doanh kịp thay vì phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. Bộ Chính trị điều rõ, mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai thực hiện định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Bộ Chính trị lưu ý việc xây dựng ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức cá nhân nào, không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong gian bản pháp luật. Phát biểu kết luận hội kỳ, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp được giao, các cơ quan tổ chức của Quốc hội, các cơ quan từ trung ương đến địa phương cần chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp trong xây dựng pháp luật cần phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, cam kết không chạy theo số lượng, cố gắng khắc phục cơ bản những tồn tại, bất cập đã được các cơ quan phát hiện và chỉ ra trong quá trình xây dựng và thực hiện đề án. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành pháp luật, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia quy trình lập pháp để nâng cao chất lượng các dự án luật. Sáng nay ngày 3 tháng 11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, mảng đề tài xây dựng Đảng là rất rộng, không chỉ là công tác tổ chức xây dựng Đảng mà còn là kiểm tra, cải cách hành chính trong đảng, công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, công tác nội chính, công tác dân vận. Tuy nhiên, đây là mảng đề tài không dễ giết và yêu cầu rất cao, cần thể hiện sao cho chân thực, chính xác, sinh động, tạo được sự quan tâm, có sự ảnh hưởng đến công chúng, bảo đảm đường lối, quan điểm của đảng. Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận sự nhiệt tình tham gia của đông đảo phóng viên, công tác viên các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước những năm gần đây đồng thời đặt nhiều hy vọng báo chí sẽ tiếp tục có những cây viết giỏi, sâu sắc về thực tiễn để có thêm những bài viết hay, đóng góp vào công tác xây dựng đảng. Tham dự hội nghị có gần 950 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của 250 cơ quan thông tấn báo chí cùng 61 sở thông tin và truyền thông. Trong một ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu được bồi dưỡng kiến thức về các chuyên đề, những điểm mới trong các văn kiện đại hội 13 của đảng, những nội dung mới về xây dựng đảng của nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng lựa chọn, khai thác, sáng tạo những tác phẩm báo chí về công tác xây dựng đảng. Ngoài ra, tại hội nghị này, ban tổ chức cũng giới thiệu giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng năm 2021. Ngày 2 tháng 11 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn về công tác dân tộc cho các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị, cùng với sự tham gia trên 4.600 đại biểu tại 68 điểm cầu trực tuyến các tỉnh, thành phố, quận huyện trên cả nước. Tại điểm cầu Trà Vinh, ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, cùng các đồng chí ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh là người dân tộc thiểu số tham gia hội nghị. Tại buổi tập quấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai một số nội dung về những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng về công tác dân tộc, một số nội dung công tác dân tộc của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thiện Ngọc Ánh nhấn mạnh, để thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng về công tác dân tộc trong văn kiện đại hội 13 của đảng trong thời gian tới mặt trận tổ quốc các cấp cần thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng về công tác dân tộc tiến hành triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao đời sống vật chất tinh thần và thu hẹp dần khoảng cách về mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước cùng với đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và tập quán tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là ở những vùng trọng điểm, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt cần chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, kết hợp đẩy mạnh việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách sử dụng đãi ngộ cán bộ người dân tộc thiểu số, có cơ chế chính sách biểu dương tôn vinh những người có y tín, có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc qua đó góp phần chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, văn quá tinh thần của bà con nhân dân dùng dân tộc thiểu số và miền đối ở từng địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản ở các xã Dân Thành, Trường Long Quà, thị xã Dương Hải, tỉnh Trà Vinh với tổng kinh phí 230 tỷ đồng. Theo đó, dự án hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản ở các xã Dân Thành, Trường Long Quà, thị xã Dương Hải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư với mục tiêu hỗ trợ phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất cho dùng nuôi trồng thủy sản gần 2.300 hecta nhằm góp phần thu hút người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản và cải thiện đời sống cho gần 1.000 hộ dân với gần 3.200 nhân khẩu trong vùng dự án. Dự được đầu tư sẽ xây dựng hoàn thiện, hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng giao thông, trong đó nâng cấp xây dựng mới khoảng 18,5 km đường giao thông phục vụ sản xuất và nâng cấp mở rộng khoảng 3 km đường giao thông hiện hữu, xây dựng 9 cây cầu giao thông, 4 công thoát nước trên hệ thống giao thông về hệ thống cấp thoát nước sẽ nạo dép khoảng 8,5 km kênh hiện hữu và xây dựng các công trình trên kênh. Về hệ thống điện sẽ xây dựng mới khoảng 15 km đường dây trung thế ba pha phục vụ sản xuất và gần 15 km đường dây hạ thế ba pha và bố trí các trạm biến áp phù hợp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông thôn và phát triển nông thôn tỉnh trà vinh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản ở các xã dân thành, trường nông hòa, thị xã dương hải trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm bố trí vốn đền bù giải phóng mặt bằng và các hạng mục công trình khác theo cam kết và đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án. Theo kế hoạch, dự án hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản ở các xã Dân Thành, Trường Nông Hòa, thị xã Dương Hải sẽ được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Ngày 2 tháng 11, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết chuyên án giết người cướp tài sản xảy ra ngày 24 tháng 10 ở ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, đêm 24 tháng 10, người dân trình báo tại ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh xảy ra vụ án giết người cướp tài sản. Hung thủ đã nhanh chóng tẩu thoát sau khi gây án. Để nhanh chóng làm rõ vụ án, lực lượng làm nhiệm vụ đã thức trắng đêm để truy vết thủ phạm đặc biệt là nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an hơn 150 thông tin quan trọng có liên quan đến đối tượng gây án. Trên nhận thông tin, tài liệu thu thập được, sáng ngày 26 tháng 10, Ban chuyên án quyết định phá án và bắt giữ đối tượng Phan Chí Thiện, 30 tuổi, có hậu khẩu ở khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh, khi đang lẫn trốn tại khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận do dây nóng thiếu nợ khoảng hơn 100 triệu đồng, nghiện chơi game trực tuyến, mất khả năng chi trả, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản Thiện chuẩn bị giao bấm rồi điều khiển xe máy tìm nhà khá giả, nghĩ nhà bị hại có nhiều tiền nên đột nhập cướp tài sản. Do bị phát hiện nên sử dụng dao tấn công người trong nhà, sau đó bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Chí Thiện về hành vi can tội giết người, cướp tài sản. Sau hơn 36 giờ tích cực điều tra xác minh, truy theo dấu vết, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Trà Vinh đã phá thành công chuyên án. Biểu dương thành tích đạt được, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã khen thưởng đột xuất 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia khám phá nhanh chuyên án. Ngày 2 tháng 11, đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh đến kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021 đối với huyện Châu Thành. Báo cáo giới đoàn, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cho biết, trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được tỉnh phân bổ cho huyện và cân đối nguồn ngân sách huyện, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 gia trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo tình hình thực tế. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 phân bổ 280 tỷ 638 triệu đồng, bố trí thực hiện 68 công trình, trong đó nguồn ngân sách tỉnh quản lý thực hiện 8 công trình, vốn ngân sách huyện quản lý thực hiện 60 công trình. Nhìn chung, trong thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021 của huyện Châu Thành, dán đường Em, thị trấn Châu Thành và dán nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội ô thị trấn Châu Thành đang gặp khó khăn vướng mắt công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng và dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Dương Hải Khoa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh đề nghị Ủy ban dân huyện Châu Thành trong công tác đấu thầu các dự đầu tư công cần đảm bảo công khai, hồ sơ phải rõ ràng minh bạch, tránh đấu thầu khép kín, không lành mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền và vận động người dân trong công tác bồi thường, Đối với những dự án chung ngành cần gom lại thành một dự án để thuận tiện cho việc quản lý. Và về công tác giải phóng mặt bằng, huyện nên thành lập đoàn kiểm tra thực hiện đầu tư công của các xã thị trấn khi được phân bổ vốn. Vào lúc 4 giờ ngày 2 tháng 11, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một phương tiện thủy biển kiểm soát TV 2259TS do anh Đỗ Văn Phong, sinh năm 1979, cụ xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, là thuyền trưởng cùng với hai ngư dân đang hoạt động hậu cần nghề cá tại tọa độ 9 độ 41 phút 54 giây, chỉ độ bắc 106 độ 38 phút 38 giây kinh độ đông, thuộc vùng biển tỉnh Trà Vinh, cách bờ biển xã Trường Long Quà, thị xã Jun Hải khoảng 7 hải lý về hướng đông. Do ảnh hưởng của sóng to gió lớn, phương tiện bị phá nước chìm. Phương tiện đã phát tín hiệu báo nạn. Sau khi nhận tin báo, hải đội biên phòng 2 đã điều tàu cùng 6 cán bộ chiến sĩ cho trung tá Nguyễn Hải Quân, hải đội trưởng chỉ huy cơ động ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Đến 6 giờ 40 phút ngày 2 tháng 11, phát hiện 3 thuyền viên đang trôi dạt tại khu vực gần đê bắc cảng biển trung tâm Điện lực Quy Hải, cách vị trí bị nạn khoảng 5 hải lý về hướng nam. Đơn vị đã phối hợp với các phương tiện của ngư dân cứu nạn, đưa 3 thuyền viên vào bờ an toàn lúc 7 giờ cùng ngày. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định. Thay ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cầu Kè cho biết, qua 3 ngày triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 19 và 20, toàn quyền đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 12.200 người, đạt trên 100% so với kế hoạch. Trong đó, tiêm mũi 1 là 11.500 người, ở các xã An Phú Tân, Tam Ngãi, Phong Phú, Phong Thạnh và Ninh Thới. Còn lại 1.100 người tiêm mũi 2 là người co tuổi ở các xã thị trấn trong huyện. Như vậy, tính đến nay, toàn quyền đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 57.800 người dân, trong đó mũi 1 là 52.300 người, chiếm tỷ lệ 69% số người tiêm mũi 1 trên tổng số người trong độ tuổi. Mũi 2 là 5.450 người, chiếm tỷ lệ 7% số người được tiêm mũi 2 trên tổng số người trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Theo dự kiến trong những ngày tới, quyền sẽ tiếp tục nhận thêm 30.000 liều vaccine đợt 21 để tiêm mũi 2 cho người dân trên địa bàn các xã, thành phố, thông quà, quà ân, quà tân, châu điền và thị trấn cầu kè đã được tiêm mũi 1 đợt 17 trong tháng 10 vừa qua. Thông tin từ ban Chế đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR hôm nay, ngày 3 tháng 11, trà Vinh ghi nhận thêm 68 trường hợp dương tính với sars cov-2 và hai trường hợp tử vong. Trường hợp thứ nhất là nữ, sinh năm 1967 ở ấp Trinh Phụ, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần. Nguyên nhân tử vong do viêm phổi cấp nặng do nhiễm sars cov-2, viêm dạ dày. Trường hợp thứ hai là nữ, sinh năm 1938 ở ấp Kinh Đào, xã Long Dĩnh, huyện Dương Hải. Nguyên nhân tử vong do suy hô hấp viêm phổi nặng do nhiễm sát covid 2 đã tới đường tiếp 2, viêm dạ dày. Tính đến chiều ngày 3 tháng 11, Trà Vinh có 3.069 bệnh nhân COVID-19, có 1871 bệnh nhân được điều trị khỏi, 25 ca tử vong. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022 là một năm học đặc biệt với nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành giáo dục đào tạo về chuyển đổi công nghệ số trong quản lý thích ứng với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy đã dạy và học trực tuyến hơn một tháng nay, nhưng vẫn còn có rất nhiều em học sinh trên địa bàn tỉnh chưa có đủ điều kiện trang thiết bị để học tập theo hình thức này. Trước những thách thức đặt ra, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh đã và đang tranh thủ mọi nguồn lực, kêu gọi nhiều tổ chức cá nhân chung tay góp sức hỗ trợ hàng ngàn trang thiết bị để việc học tập của tất cả học sinh được duy trì và đảm bảo. Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn do năm học mới 2021-2022 nhiều phụ huynh là công nhân lao động phổ thông, vừa trăn trở về vấn đề lương thực, vừa phải lo lắng về việc học tập của con em mình. Bởi chưa thể mua máy tính hay điện thoại thông minh cho con em học trực tuyến. Chính vì thế, hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh nghèo là việc làm hết sức cấp thiết và ý nghĩa nhằm chia sẻ, tiếp thêm động lực giúp các em vững tin trên con đường học vấn. Cầm trên tay chiếc điện thoại mới tinh, em Nguyễn Ngọc Minh Thùy, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành, thành phố Trà Vinh chia sẻ Niềm vui lớn bất ngờ nhất ngay đầu năm học 2021-2022 đối với em và gia đình là nhận được chiếc điện thoại Samsung do nhà trường trao tặng. Nhận món quà giá trị giấy nghĩa thế này, Minh Thùy rất vui và sẽ cố gắng học thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của thầy cô giáo. Lúc đầu em thấy lo lắng là tại vì không có điện thoại, em sợ là em không học được hoặc là điện thoại nó quá chậm, em học cũng không có theo kịp mấy bạn nên là khi mà được trường hỗ trợ em cảm thấy rất là vui bởi vì có thể giúp em học tập phát biểu nhiều hơn thì cộng thêm cho em động lực thêm trong học tập. Chị Nguyễn Thị Đông, mẹ em Minh Thùy cho biết dịch Covid-19 ập đến và diễn biến phức tạp. Nhiều tháng qua, gia đình chị càng thêm khốn khó vì thu nhập bấp bên. Vợ chồng chị đều là lao động phổ thông, ai thu gì làm nấy. Năm học mới này, con gái lớn học lớp 12, trường trung học phổ thông Phạm Thái Bường. Con gái nhỏ thì học lớp 10, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành Trường dạy học theo hình thức online Nhưng gia đình quá khó khăn Nên chưa thể mua điện thoại thông minh hay máy tính Để tải phần mềm ứng dụng học tập Như nhà trường hướng dẫn Nhà thì hoàn cảnh khó khăn Cũng không có điều kiện để mà có những chiếc điện thoại thông minh Để cho hai bé nó học Nên nó, gia đình nó rầu lo lắm Với lại cũng không có mạng Cũng không có điều kiện giống như đầy đủ như người ta Nên rất là sợ con mình nó không theo kịp bạn bè Nhưng mà đến nhà trường thông báo là để báo tặng cho bé cái điện thoại nên gia đình tôi rất là mừng, rất là cảm ơn các thầy cô cũng như có động lực để cho bé nó học tốt hơn trong công việc học để cho nó sau này nó có tương lai chứ không có khổ như cha mẹ. Thực tế, bên cạnh đa số học sinh đã quen với việc học trực tuyến, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn có hàng ngàn em chưa thể tiếp cận hình thức học tập mới này. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện kinh tế gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn, không đủ điều kiện và khả năng để trang bị thiết bị học tập trực tuyến thiết yếu như máy tính, máy tính bảng, TV cũng như đường truyền internet cũng chưa có TV gì hết. cái dạ, hộ nghèo mà TV cũng không có mà à, điện thoại thông minh cũng không. Dạ, thì nhà em thì khó khăn lắm em có năm cháu, một cháu học lớp 6 và hai cháu học lớp 1. Rồi, mẹ ở nhà thì là bốn đứa con đó để cũng thì ai muốn gì làm nấy khi mà được cái nhà hảo tâm nhà trường tài trợ cho em cái thiết bị ơi, cho cho tôi cái thiết bị này á, thì tôi rất là xúc động từ khi mà cái được tặng cái thiết bị này á trời ơi bốn cháu luôn nó rất là mừng dạ yeah. tại vì có cái 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 mình có cái mình đi học thì mình theo kịp bạn bè đâu được nhà con không có tivi con không học theo kịp bài bạn ừ, con rất kỳ vui khi được những máy tính bảng và con học được theo học kịp bạn và con con rất là vui. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Trà Vinh có hơn 18.000 học sinh khó khăn không có điều kiện tham gia học trực tuyến. Để giúp học sinh có trang thiết bị học trực tuyến, Sở Giáo dục đào tạo Trà Vinh kêu gọi toàn bộ cán bộ giáo viên, người lao động trong ngành ủng hộ kinh phí tối thiểu một ngày lương. dẫn động các nhà hảo tâm và doanh nghiệp đóng góp giúp các em học tập. Đồng thời, hưởng ứng mạnh mẽ chương trình sống và máy tính cho em. Hiện nay, Sở Giáo dục Trà Vinh đã tiếp nhận được cái nguồn tài trợ từ Đài truyền hình Việt Nam và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ cho tất cả các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở và cũng từ cái nguồn là đóng góp một ngày lương của cán bộ giáo viên trong ngành giáo dục thì về số điện thoại cho các em trung học phổ thông là 344 chiếc còn lại là máy tính sách tay là 40 chiếc máy tính bảng là 400 chiếc máy tính bảng mà loại mini còn tivi là 1.200 chiếc thì đó là tổng cộng cái nguồn hiện nay đã cấp đến tay các em học sinh còn lại thì số tiền mặt là vận động hiện nay trong ngành còn bên chỗ gửi về cho công đoàn ngành giáo dục hiện nay là trên một tỷ rưỡi á Nghĩa là tổng số tiền vận động là trên 2 tỷ 3. Nhưng mà cái trường, các trường cấp 3 đã mua cấp trước cho các em. Dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều xáo trộn và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế xã hội. Ngành giáo dục đào tạo tỉnh Trà Vinh chủ động hướng dẫn tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học cho các em học sinh thích ứng với tình hình mới, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Là rất cần cái sự chung tay hỗ trợ từ quý phụ huynh từ doanh nghiệp từ các nhà hậu tâm rất lớn cho nên là nếu mà được thì liên hệ với sở giáo dục bằng cái công văn thì chúng tôi có cái bộ phận sẽ tiếp nhận và trả lời cái cách mà phối hợp và ở đây chúng tôi cũng không thể Tự mình là đứng ra để quyên góp, để vận động mà đó là tùy tùy cái lòng hậu tâm thôi. À, còn lại thì còn một kênh nữa là bên mặt trận tổ quốc của tỉnh. Cũng có nếu mà hỗ trợ mà quý doanh nghiệp, à, quý à, vị mà có lòng hậu tâm, mạnh thường quân có lòng hậu tâm á, muốn hỗ trợ thì thông qua cái kênh của mặt trận tổ quốc tỉnh cũng được nói rõ là cái nguồn này hỗ trợ để mua thiết bị cho à, học sinh nghèo của Trà Vinh thì mặt trận sẽ nhận cái nguồn đó rồi phân bổ. Tuy sự khó khăn thiếu thốn trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh vẫn còn đó, nhưng với sự giao cuộc tích cực và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp trồng người thông qua nhiều chương trình thiết thực như Tiếp ước đến trường, Sống và Máy tính cho em, tin rằng các em học sinh trong tỉnh sẽ được hỗ trợ kịp thời, được tiếp thêm động lực học tập và ngày một tiến xa hơn trên bậc thang tri thức. sang số lao động thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh. Kết quả triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến ngày 3 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 265 807 đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ 411 tỷ 240 triệu 909.000 đồng. Hiện nay đã cấp phát cho 256.590 đối tượng với kinh phí 395 tỷ 057 triệu 951 ngàn đồng, đạt 96,53% so với tổng số đối tượng được phê duyệt. Ban tuyên giáo tỉnh ủy bỏ hợp thư sáng kiến trà dinh để tiếp nhận các sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn, ý tưởng, đổi mới, sáng tạo để góp phần xây dựng quê hương trà dinh ngày càng giàu đẹp. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với các ngành chức năng, chắc lọc, tiếp thu, vận dụng, đồng thời tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Được sự thống nhất của Thường trực tỉnh quỹ, Ban tuyên giáo tỉnh quỹ mở hợp thư sáng kiến trà Vinh để tiếp nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm dám nói dám đột phá sáng tạo dám đương đầu với khó khăn thách thức trong cán bộ đảng viên hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với việc thực hiện chủ đề đại hội đảng bộ tỉnh trà vinh lần thứ 11, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy dân chủ đoàn kết giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc đổi mới sáng tạo quy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bảo đảm quốc phòng an ninh nhất là thực hiện các giải pháp tạo bứt phá để Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với các ngành chức năng chắc lọc tiếp thu, dần dụng, đồng thời tham mưu đề xuất với tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Bảo đảm tính bảo mật cao về thông tin theo yêu cầu của người góp ý. Thời gian nhận ý kiến đóng góp bắt đầu từ hôm nay. Nội dung góp ý vui lòng truy cập vào đường link https xuệt xuệt truyen dinh gov vn và làm theo hướng dẫn. đóng góp sáng kiến tỉnh trà vinh sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của toàn đảng toàn quân toàn dân tập trung xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch chiến mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước các cấp phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ý chí tự lực tự cường và khát vọng dâng lên của con người trà vinh thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững theo hướng xây dựng trà vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển có vùng đồng bằng sông cửu long gắn tăng cường kinh tế với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng con người, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ môi trường, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030. Trong đó nhóm chỉ tiêu về kinh tế được xác định, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10 đến 11% trong đó khu vực 1 tăng 2,35%, khu vực 2 tăng 14,48%, khu vực 3 tăng 7,69%. Đến năm 2025, GRDB bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng. Tỷ lệ nông nghiệp chiếm 23,75%, công nghiệp xây dựng chiếm 46,16%, Thương mại dịch vụ chiếm 30,09% GRDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 160.000 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm 2.500 doanh nghiệp Tỷ lệ đô thị quá đến năm 2025 đạt 33% Thu ngân sách, thu nội địa, bình quân hàng năm tăng 12% một năm Các chỉ tiêu định hướng đến năm 2030 Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10,2% đến 12% Quy mô nền kinh tế đạt 150.000 tỷ đồng GRDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng một người trong năm tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt 80%. Có 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới cứu mẫu, 4 đơn vị cấp quyền đạt chuẩn nông thôn mới cứu mẫu. Để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh xác định dùng kinh tế trọng điểm gồm dùng phát triển kinh tế biển, dùng phát triển kinh tế nông nghiệp và dùng phát triển kinh tế đô thị. Phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long chủ động ra soát, điều chỉnh và xây dựng đồng bộ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biển. Quy động các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực để tỉnh trở thành trung tâm chế biến thủy hải sản. Bổ sung quy hoạch các đô thị ven biển, tổ chức các hoạt động nuôi trồng khai thác chế biến hải sản theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, tăng cường bảo vệ tái sinh nguồn lợi hải sản. Hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hình thức hợp tác phát triển du lịch biển tập trung đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tham quan điện gió, các khu du lịch nghỉ dưỡng biển, đa dạng hóa các sản phẩm, chuỗi sản phẩm du lịch biển, phát triển các ngành công nghiệp gian biển, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường, công nghiệp nền tảng, công nghệ nguồn, phát triển các ngành công nghiệp sửa chữa và đóng tàu, năng lượng, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, tranh thủ các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu kinh tế Định An thi công cầu đại ngãi đầu tư các tuyến đường hành lang chân biển hoàn thiện luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông hậu đầu tư cảng nước sâu và các bến tàu thủy nội địa phù hợp với quy hoạch bảo đảm kết nối giao thông với các tỉnh thành trong khu vực và nước ngoài đầu tư dịch vụ vận tải biển kho ngoại quan logistics khu phi thuế quan khu dịch vụ công nghiệp phát triển hệ thống phân phối hàng hóa triển khai thực hiện nghị quyết số 55 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chính sách ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo của chính phủ. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí hóa lỏng. Mục tiêu nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong 5 năm tới là nguyện trọng ý chí của đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh nhà, thể hiện quyết tâm xây dựng trại dinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong giống đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030. Tỉnh Trà Vinh kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, để mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đề ra. Đưa tỉnh nhà vững bước đi lên và góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.